ở đời không có cái ngu nào, không cái ngu nào tháo cục le bán cho người ta 400 ngàn, đi mua lại trong hãng 1.680.000, nghe không? Mai mốt bán cho anh em là cục này là 1.200.000, tại vì cục zin đẹp, trong hãng bán 1.680.000. Hôm qua bán hai cục không biết hàng chi, dân chúng đi mua ầm ầm, mình bán 400.000 cục à, bán hai cục giờ phải đi mua lại, thôi là gắn không được. Rồi le đề Z800, Z1000 xài chung ta qua. Còn cái này là mâm lửa mâm lửa của ZX10, xe này là 2016-2018 thì Kawa nó xài chung, đời cũ của con ZX10 này nè đã xài chung với Z1000, còn đời mới ZX10R nó xài chung với H2 luôn. Cái này là mình tháo trên cục máy H2 ra mình bán nha, giá khác nha. Còn trên máy ZX10 nó rẻ hơn. Đồ bên mình nhiều lắm nha, ai cần gì qua lấy. Đồ zin mới ken ha. Tại máy trên bên mình là máy chưa tới 10.000 ô đô không à, cho nên đồ nó rất là mới. Đó. Cảm ơn anh em nhiều. Riêng mấy cái đồ nghề alo mình, đồ zin mới. Mày rửa đầu rửa. Cái máy này. Cảm ơn anh em.